mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel review trên kênh YouTube của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm, đó chính là một cái cuộn băng dính hai mặt màu trắng trong suốt. Đó chính là một cuộn băng dính hai mặt nhưng mà có loại size to mọi người. Trong các loại băng dính hai mặt thì đây là cái loại size to nhất mà mình review cho mọi người nha. Nó sẽ có size từ 1 đến 2 cm, đây là size to nhất là 5 cm nha mọi người. Đây mọi người có thể quan sát, đây là cái bề rộng của nó là khoảng tầm 5 cm, nó là 5 đến 5,5 cm. Nó là cái loại băng dính hai mặt size to nhất trong cái bộ băng dính hai mặt nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái băng dính hai mặt nó là gì. Phân loại băng dính hai mặt, băng keo hai mặt. Thứ ba là cái đặc tính của cái băng dính hai mặt. Và thứ tư đó chính là cái ứng dụng của băng dính hai mặt, quy cách cái băng dính hai mặt này. Và thứ năm đó chính là cái mua, những cái nơi chúng ta có thể mua cái băng dính hai mặt này ở đâu. Thì đầu tiên là băng dính hai mặt. Thì chúng ta đã từng tìm hiểu chúng ta dùng nhiều cái băng dính hai mặt rồi, nhưng mà chúng ta đã từng hiểu là tại sao gọi là cái băng dính hai mặt, tên gọi của nó như thế, nó có ý nghĩa gì. Ok nha. Thì cái băng dính hai mặt trắng đó là loại băng dính hai mặt phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đây là loại băng dính có hai mặt đều trắng keo, double side tape, có nghĩa là cả hai mặt của nó đều là dính keo, nên là chúng ta sẽ gọi là băng dính hai mặt nhá. Cả hai mặt của nó thì đều dính keo luôn ấy, thế nên nó mới có tên gọi, hay là nó mới có ra đời với tên gọi đó chính là băng dính hai mặt. Ok nha mọi người, tiếp theo này, đó chính là cái phần loại băng keo này thì được sử dụng rất là nhiều trong những cái công nghệ cũng như cái văn phòng phẩm thủ công mỹ nghệ, nó dùng rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Giấy cho kiểu là trong văn công ty văn phòng phẩm người ta cũng hay dùng, hay là trong những công nghệ người ta cần gắn hai cái bề mặt gì đó với nhau thì người ta cũng dùng cái băng dán hai mặt màu trắng này. Tiếp theo đó chính là phần trong thủ công mỹ nghệ thì người ta cũng dùng, trong đấy là trong ba lĩnh vực mà mình đề cập đến, ba cái khía cạnh, đó chính là đầu tiên đó chính là trong cái công nghiệp, cũng như thứ hai trong văn phòng phẩm, và thứ ba là đồ gỗ mỹ nghệ, đồ thủ công mỹ nghệ ở đấy. Thì tiếp theo thì cái phân loại của băng dính hai mặt này nó sẽ có mấy loại. Phân loại băng dính hai mặt, băng keo hai mặt thì nó sẽ có là có cái hai loại. Băng dính hai mặt trắng, loại này thì nó có cái lớp keo trắng, độ dính vừa phải, phù hợp với đa số mục đích sử dụng phổ thông. Cái loại băng keo hai mặt trắng thì nó dễ bóc sau khi dán và có cái mức giá tương đối thấp so với cái loại còn lại. Loại này rất là rẻ nha mọi người. Tiếp theo đó chính là cái loại thứ hai mọi người cũng rất là hay thấy, đó chính là cái băng dính hai mặt nó màu vàng dầu. Đó chính là hai loại phân loại chính. Thứ nhất là màu trắng và thứ hai là loại mặt màu vàng dầu, thì nó sẽ có hai loại như thế và trong mỗi loại thì nó chia ra làm những cái size khác nhau. Đây, nó có size này là size to nhất của trong loại băng dính hai mặt. Nó có trong băng dính hai mặt thì nó có size 1 đến size 2 cm, size 5 đến 5,5 cm, loại to trên tay này mình đang cầm. Nên là nó có rất là nhiều phân loại khác nhau nha. Và tiếp theo đó chính là cái phần đặc tính của cái băng dính hai mặt. Thì cái băng dính hai mặt nó có số đặc tính sau. Thứ nhất này, nó cái độ dính của nó rất là cao luôn, độ dính của băng dính hai mặt rất là cao, sự kết hợp hoàn hảo giữa hai lớp keo cùng cái lớp lót chất lượng cao, dán nhanh và chắc. Thứ hai, nó trong suốt, nguyên vật liệu được lựa chọn rất là kỹ càng, trong suốt mà nhìn xuyên thấu được. Thứ ba là dễ xé này, rất dễ dàng xé theo từng cái đoạn nó muốn, nếu chúng ta muốn xé.
đây. Và trên đây là cái video từ nãy đến giờ là mình đã nói cho mọi người số đặc tính hay là cái khái niệm về cái băng dính hai mặt cũng như là phân loại của cái băng dính hai mặt như thế này. Và cái video review cho mọi người sản phẩm băng dính hai mặt trắng loại size to này của mình đã kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xem hết cái video review trước băng dính hai mặt ngày hôm nay của mình. Mọi người xem video thì đừng quên ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách cho mình xin một like, một share cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video review tiếp theo trên channel YouTube của mình nha các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.